Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị phong thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt nhà mình. Này, lọc non đi nè, rất chi là sung luôn. Cây này liền cốt hết nhà mình nha, rừng trên thân nhà mình. Cây rất chi là già luôn. Cái đầu lũa thép nha mình nha. Này, lũa thép rồi. Cái này có mã số là 293, có số đo tổng hoành gốc là 113. Cây cao tầm 25 nha mình nha. 25 đến 30 đến thân chính nha mình nha. Đến thân chính này nha. Tầm 25 30. Cây đang nằm bầu đất là 50 nha mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950k bao ship nha mình nha. Cẩm thị rừng trên thân nha mình nha, cây rất chi là già luôn. Liền cốt nha mình, cây liền cốt nha, xanh tươi luôn. Nhà mình xem tham khảo hộ nhà vườn luôn nha. Cây này quê mình dựng rừng trên thân lộ cây luôn. Nhìn thấy như cánh rừng thu gọn, tóm gọn lại nhà mình nha. Rồi mã số 293, 950k bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.